chú. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hàng Bùi Family của Sống Đan Mạch. Các bạn biết không, hôm nay thì lớp học của mình đang có một chuyến dã ngoại cũng như là một chuyến tham quan khu Kunsten, nó gọi là nghệ thuật, các bức tranh nghệ thuật ở khu bảo tàng của Đan Mạch nhá. Đấy, đây gọi là những cái nghệ thuật nó khá là đặc sắc cũng như là rất là lạ lẫm so với lại bản thân mình, bởi vì đều là những thứ lần đầu tiên mình mới được nhìn thấy thôi các bạn ạ. Đó, thấy chưa? Mình nghĩ đây là những các cô gái đang dơ những cái bình này lên làm gì đây? Pha sữa rồi làm đồ ăn. Đây. Rất là lạ lắm, kiểu như là xay đồ, xay gạo giống như là ngày xưa đấy, thời ngày xưa đấy. Đó, và đặc biệt là các bạn biết không, ở đây có một cái bức tranh mà mình nghe đến mà mình thấy thực sự rất là hoảng luôn. Đó chính là cái bức tranh mà nó có giá rất là đắt tiền. Fem Huna Chuzen Corona. Tính ra tiền Việt là bao nhiêu ra? Để mình sẽ tính sau đó thì mình sẽ ghi ở dưới cái màn hình này cho các bạn xem nhá. Đấy, một bức tranh này mà nó đắt như vậy thì nó chả có một cái ý nghĩa gì hết đấy, mà nó lại đắt như thế. Đấy, chỉ là một cái bức tranh trắng tinh như thế thôi. Đấy, xong thỉnh thoảng thì lại có một cái vết giấy rách rách như vậy thôi. Mà Fem Huna Chuzen Corona. Trời ơi, trời ơi. Đấy. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đi vào bên trong này xem có những cái gì nhá. Rất là đẹp. Đây này. Đây là cái gì đây? Đẹp chưa? Cái này nó rất là nghệ thuật này, rất là đẹp này. Giống như là một cái nhà. Đó. Hay. Từ bên trong bảo tàng nhìn qua cửa sổ thì các bạn có thể thấy được ở bên ngoài trời có một cái vòi phun nước như vậy, rất là đẹp đúng không các bạn? Đó, các bạn thấy chưa, nhìn quang cảnh rất là tự nhiên. Và mọi người cũng có thể đi ra ngoài này để chụp ảnh hay là tham quan ở ngoài để có không khí trong lành nhé. We are having the time of our lives. Bây giờ sẽ đi một phòng xem là đây là những cái gì đây. Đấy, những cái quầy treo những cái bức tranh rất là nghệ thuật luôn. Này, đồ trang sức, trang trí này. Đây, cô gái ôm con này. Ngủ. Đấy, hươu, nai gì đây. Rất là nhiều những cái bức tranh nhìn nó khá là đơn giản thôi đúng không các bạn, nhưng mà nó mang tính nghệ thuật rất là cao. Đó. Chiếc nhẫn kim cương này. Nói chung là có những cái bức tranh thì mình nhìn thì mình cảm giác nó mang rất là giá trị và ý nghĩa. Thế nhưng có những bức tranh thì mình nhìn thì mình lại cảm giác nó rất là đơn giản thôi, giống như là cái bức tranh trắng tinh ấy. Mà nó có giá tận 500.000 tiền Đan, tính ra tiền Việt là khoảng 1.8 tỷ, gần 2 tỷ tiền Việt Nam nha các bạn. Đây là những cái gì đây? Mình cũng không biết nó là những cái gì luôn. Đây. Đây nữa này, đây là những cái gì đây này? Cơ thể con người đúng không? Tay chân đây. Đây là những cái đĩa đấy, giống như là cái đĩa cổ trang ấy. Đó. Sau bắt đầu người ta treo lên đây. Trang trí thời ngày xưa đây.
Đây bức tranh cô gái đây đang nói. Rất là đẹp nhá. Cái này là cái gì đấy? Giống như là lưới đánh cá thời ngày xưa ấy. Đây chỉ là những cái bức tranh, những cái tờ giấy thôi, tô màu xong người ta xếp vào đây thôi. Đấy, này. Thế thôi nhưng mà khi mà lên thì trông nó cũng khá là nghệ thuật luôn. Toàn một màu đỏ, loang lổ. Dưới thảm này cũng thế này. Đó. Rất là nhiều người viết những cái comment ở đây, xong rồi dính vào đây luôn. Who I am, what I am, what am I, how do I feel. And then lie a place. Can men, can men sue? Men vote then men can come out, then I swear. Human being. Okay. Vứt the abans, okay. Yeah. Then I like the flood. Yeah. Sue. No, I didn't hear Lee some Kelly her. Yeah, leg didn't pull up. So, leg pull up. Yes. Daily. Good night. Hvad er det? Så hvis vi sætter en ring der, så skal Nå, okay. Så skal I svare på spørgsmålet, what do I need? Mange ting her. Rất là nhiều đồ này. What am I looking for? Looking for love. Are you looking for love? Yeah, money. Love money. What do I need? Finish with pure God. Exact it. Ôi, ở trong đây có một cái phòng bày bán đĩa tranh truyện này. Tranh là chính ấy các bạn. Rất là nhiều đồ luôn. Đó. Quần áo, những cái đồ trang trí ấy cũng rất là đẹp nữa này. Đẹp chưa? Cái gì đây? Đồng hồ nữa này. Đó. Nói chung là nhìn rất là màu mè, màu sắc luôn. Đấy, nhìn đúng là nghệ thuật có khác thế, nên là khi mà nhìn vào nó khác hẳn đi. Đó, thấy chưa, những chiếc gối này, vỏ gối trang trí màu cũng rất là đặc sắc và đa dạng nhé.
Đấy, những ai mà đến đây là du khách đến đây này có thể mua một số những cái đồ này về để làm lưu niệm, làm quà đúng không? Đó. Các bạn biết không, ở bên trong này thì rất là nhiều những các du khách cũng như là các bạn học sinh từ các trường mẫu giáo cho đến tiểu học cũng như là cái khóa học của mình ấy, tất cả mọi người đều đến đây để tham quan những cái bức tranh nghệ thuật ở đây nhá. Và cái video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Các bạn hãy nhớ ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Và đừng quên ấn nút chuông thông báo để các bạn có thể nhận được video mới nhất nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.